Trước khi xem, các bạn hãy bỏ ra một giây để ấn like, ấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh và theo dõi những tập mới trên kênh nhé. Chúc các bạn xem vui vẻ. Một tháng sau. Xin chào mọi người, ta là đệ tử của tổ chấp hành ngoại môn tu luyện 2 năm rưỡi, hôm nay đến bộ nội môn chấp hành, xin mọi người hãy chỉ điểm nhiều hơn. Hoan nghênh người mới. Vậy sư phụ của ngươi là ai? Ngô trưởng lão của Thiên Chu Phong. Nói ra sáng nay trên đại hội nghênh đón đã gặp qua phong chủ của 18 núi Ngọc Thanh, còn có huyết viêm thiên môn Cửu Long Tông. Chỉ có phong chủ của Ngọc U Phong là chưa được gặp. Người nói Hy Tuyền trưởng lão, cô ta vẫn luôn bế quan khổ tu rất ít xuất hiện, Ngọc U Phong đều dựa vào Mạnh Hà đại sư huynh quản lý. Có lời đồn nói rằng cô ta và Trảm Thần trưởng lão yêu nhau, không biết là thật hay giả. Ngược lại là có mấy phiên bản, có người nói là đang trong thắng ở cữ không ra ngoài, còn có lời đồn khó tin hơn không thể nhắc tới. Còn về Trảm Thần trưởng lão, đừng nói người mới tới như ngươi, chúng ta nhập môn cho đến bây giờ vẫn chưa gặp được người. Sớm đã xem qua danh sách của cao tầng cũng không điều tra được người này, có lẽ hắn chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Không phải chứ, ta là từ nhỏ nghe được sự tích truyền kỳ của hắn mà trưởng thành, gia nhập nội môn cũng là nhắm vào chuyện này mà tới. Có khả năng nào, đây là thủ đoạn tuyên truyền để chiêu sinh của Ngọc Thanh Thánh Tông không? Sự tích của Trảm Thần trưởng lão rất khó tin, có thể nói là điển hình chém gió không có bản thảo trước. Hừ, các ngươi mới nhập môn chưa được 20 năm, đương nhiên là chưa gặp qua. Lão tử năm đó đã từng quyết đấu với Trảm Thần trưởng lão, mặc dù là thua ở trên kiếm cuối cùng. Ngược lại là các ngươi không chăm chỉ tu hành, ngày ngày nói mấy lời dư thừa, còn nhắc đến Hy Tuyền tiên tử nửa câu, cẩn thận mỗ nhân đán. Quan trưởng lão, trước khi nghi ngờ Trảm Thần trưởng lão, có nghĩ qua khổ tu thành tiên sơn là vì cái gì mà tồn tại hay không? Cái đó, khổ tu thành tiên sơn không phải là khu phố ẩm thực sao? Ẩm thực cái đầu nhà ngươi. Khi biết được một nữ tử quỳ bái 10 năm cuối cùng cũng được vào núi, dưới khổ tu thành tiên sơn ồ ạt đến bái sư, nhiều người kiên định có thể làm cảm động trời đất. Bởi vì khổ hạnh là tính lâu dài, có một vài đảm bảo cũng là chuyện cần thiết. Tiên khí vậy quanh, xem ra chính là nơi này rồi. Có thể kiên trì đến bây giờ xem như là ngươi mạng lớn. Núi này bao hàm tiên khí. Tiên tử, tiểu nhân trước khi phi thăng đã từng du lịch nhân gian. Chưa bao giờ gặp qua núi này, ngài tuyệt đối phải cẩn thận. Ừm, ta ngược lại xem thử nhân gian nhỏ bé này có thứ gì cần ta phải cẩn thận. Quét thần thức. Ừm, ngọn nguồn của tiên khí là đến từ nơi này. Chờ đã, trên cành cây còn có hai con. Kim ô, tiên tử. Đó thật sự là Kim Ô thần tộc. Nơi này chẳng lẽ chính là nơi dừng chân của Kim Ô thần tộc? Nếu thật sự là nơi dừng chân của Kim Ô thần tộc, e rằng cần phải bỏ ra một vài cái giá mới xin nể mặt đến chấn áp sức mạnh của lời nguyền. Nhưng hai con Kim Ô này chỉ có tu vi đại thừa cảnh, ở trong Kim Ô thần tộc cũng xem như là tư chất cực kỳ kém, đặt ở thượng giới nhất định là bị bài xích không có nơi dung thân. Ý của tiên tử, sự xuất hiện của bọn họ không phải là ngẫu nhiên, mà là bị đặt ở nơi này. Ừm, ta thấy nơi này không có tồn tại của Kim Ô trưởng thành, có lẽ là được người thu nhận. Có thể thu nhận Kim Ô, e rằng không phải là người phàm. Cho dù có lợi hại, chẳng qua cũng chỉ là tản tu của hạ giới. Không cần phải lo lắng, nếu như hắn không biết điều, giết là được. Tuyệt diễn đạo nhân tán tiên cảnh tầng 8, tán tu của tiên giới. Dương Ngạn Quân, tán tiên cảnh tầng 9, đệ tử giữ Long Tiên Đảo của tiên giới. Toàn con mẹ nó rồi. Với biểu hiện thí luyện mô phỏng vừa nãy, hai hắc bắc vô thường này khó đối phó. Đánh chết toàn bộ nhanh nhất cũng phải mất 15 giây. Quá chậm rồi. Một kích đánh chết thật sự là không có hiện thực. Mấu chốt là Dương Ngạn Quân gần chết phản công tự hủy cấp bậc tán tiên cảnh, mình có pháp bảo hộ thân ngược lại là không sao, nhưng Ngọc Thanh Thánh Tông chắc chắn là đến cho cũng không còn. Đều đối chiến mấy lần rồi vẫn là một kết cục. Phải làm thế nào đồng thời đánh bại được hai người, cũng không ảnh hưởng rộng. Chủ nhân, khí sắc của ngài không được tốt lắm, không sao chứ? Hai người chúng ta mạo muội làm phiền, không biết đại danh của tiền bối. Chủ nhân, lẽ nào bên ngoài là kẻ địch? Ngươi ở trong động phủ, không được đi đâu hết. Chủ nhân. Thì ra là cái tên Chu Sát yêu sủng của ta chính là ở nơi này. Ngọc Thanh Tông, Ngọc Thanh Thánh Tông,
đúng là ngã nhào một cái nhặt được Nguyên Bảo, chó ngáp phải rồi. Không ngờ, thật sự là không ngờ. Hơn nữa vừa hay có tiên khí, nếu đã như vậy, thế thì chiếm lấy dùng để dưỡng thương. Không biết hai đạo hữu đến tận cửa là có chuyện gì? Ngươi, ta gặp qua ngươi. Là ngươi đã giết yêu sủng của ta đúng không? Có gì thì từ từ nói, đừng có vu oan người khác. Ta căn bản không biết yêu sủng của ngươi trông như thế nào. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không? Rất tốt. Ta có bằng chứng. Di chỉ vẫn lạc của Thanh Mãng Đại Thánh, viện bảo tàng kỷ niệm yêu thánh. Nhìn đi, giải thích như thế nào đây? Vé vào cổng còn miễn phí, chúng ta vừa nãy đều đã nhìn thấy rồi. Vật mô phỏng, chuyên võ trước khi còn sống của Thanh Mãng Đại Thánh. Yêu sủng của nhà ta con mẹ nó bị làm thành tiêu bản, không phải là ngươi còn có thể là ai nữa chứ? Không phải, trưởng giáo, cái này mà cũng có thể làm kỷ niệm luôn sao? Khắc ghi lịch sử, nhìn về tương lai. Tiền tử phải làm chủ cho ta, nói không chừng hắn chính là người đã nguyền rủa ta. Nam tử đẹp trai thật, chẳng lẽ hắn cũng là người đến từ thượng giới? Đạo hữu, ta bị thương nặng, cần khí vận của quý địa trị thương, có thể để hai chúng ta ở trên núi một khoảng thời gian được không? Đáng tiếc rồi, vị trí ở trên núi không đủ cho hai vị đạo hữu. Đạo hữu, thật sự không được. Dương Ngạn Quân sinh ra thù hận đối với ngươi, độ thù hận hiện tại là 4 sao. Đạo hữu sao lại nhẫn tâm như vậy, thấy chết không cứu. Chúng ta cùng đường, nhất định phải ở trên núi một khoảng thời gian, đừng có nể mặt rồi mà không chịu. Á địch cụ con này, còn đang uy hiếp bố sao? Lần này không che giấu bản thân nữa à, che con cạch nó đánh đến tận cửa rồi. Cảnh giác cấp 1, có kẻ địch tập kích. Hơi thở đáng sợ thật. Là sư tổ sao, rốt cuộc là cảnh giới gì vậy? Chờ một chút, vẫn đang kỳ mông, chưa tắm xong mà. Tuyệt đối không phải là sức mạnh đại thừa, sớm đã biết rồi. Chủ nhân đã đột phá xiềng xích của nhân gian rồi. Mọi người xem đến đây xin hãy ấn đăng ký kênh, ấn like và để lại bình luận tương tác với chúng mình để theo dõi những tập mới nhất khi ra nhé.